Dọn cái bàn mà có dẫn đúng một cái còn có các cái bẩn bẩn này còn không dọn hết đi cho sạch. Cái tờ này để lên này, tờ này để lên cho bố. Gia đình ơi, gia đình sinh nhật ngày bao nhiêu nhỉ? Gia đình để gia đình không biết này. Gia đình không biết mình sinh nhật ngày bao nhiêu đúng không? Ngày gì? Ngày 16 tháng mấy? 16 tháng 10 á? Thế sắp đến sinh nhật chưa? Ô chưa đến sinh nhật à? Ôi gia đình chưa đến sinh nhật đúng rồi, gia đình sinh nhật sau ảnh đấy nhỉ? Ôi, thế năm nay gia đình định tổ chức sinh nhật anh ở đâu? Nó sợ chắc gì đã có? Năm nay lên cấp 2 bây giờ lên kế hoạch dần đi. Là năm nay có chị gái lên này chơi lại phải tổ chức sinh nhật hoành tráng nào hiểu không? Hả? Tình là gì? À có tiền á? Tiền. Bây giờ mình cứ tổ chức sinh nhật rồi người ta đến người ta sẽ tự chi tiền chứ. Đúng không? Loan sinh nhật bao nhiêu? 16 tháng 8 á? Thế qua rồi à? Ôi, ở đâu đã qua, đấy qua đâu, ở à, qua rồi. Đánh giám là âm hay dương? Ồ, thế thì nó đợi sang năm. Gia Bảo sinh nhật bao nhiêu nhỉ? Gia Bảo qua sinh nhật rồi, bây giờ chỉ có mỗi mình gia đình ngồi gia đình sướng nhà gia đình đợt này. Rồi tổ chức sinh nhật này có đầy đủ cả chị gái em trai không gia đình chưa đến sinh nhật gia đình đã tới mới sinh nhật đúng không gia đình hôm nào tổ chức sinh nhật ở Bixi cũng được hay đợt này tổ chức sinh nhật đi nhà hàng Sen cho hoành tráng cho chị Loan chị biết thế là nhà hàng Sen ở Tây Hồ gia đình đến đây mấy năm rồi gì đúng không hai lần thì ba lần rồi ấy. Hai lần là những lần nào bố ơi còn cứ đứng vào cái chỗ này còn bố này còn vô duyên đấy nhá còn vô duyên à. Bác làm gì có sinh nhật bác qua sinh nhật rồi bác không được tổ chức à đây bây giờ là mấy giờ bây giờ là 4:30 5:30 mới đi cô xin xuống kia xem mà có cái gì ăn cầm lên cho gia đình với ăn sao con tiếp khách kiểu gì thế hả em đã đến mà ui bà hốc đi á ui có ơi bố đang quay video này con bà hốc đi á người ta ném đá đầu cò luôn ý con bảo em thế xuống đi lấy bánh lên cho ăn bảo ăn gì không chưa bà phải để nữa. Tòa xem có gì nhẹ nhẹ nữa xuống đi nhanh lấy nước cho Ninh chán nhà gia đình à, ai có thể chán gia đình chán cỏ vô cùng luôn đấy nào đừng có cái đấy tôi làm việc đấy tránh nhá chỉ cho anh đây con phải mày tính chứ anh ở chỗ này biến ra khỏi chỗ này đi tránh xa ra khỏi chỗ này nhanh quay nữa này chứ mở cờ trong hôm cuối rồi chắc là bố nghĩ là Hải Ninh thông đồng với cô lắm bảo cô ơi con hôm nay là con sinh nhật nên cô cho nùi nịnh lại đúng không hãy là mẹ đến mẹ xin cho về luôn thế thì chuẩn bị đi thôi thế trong mấy giờ đi mình bảo nó về sớm đi nhắn tin cho nó bảo là về sớm thì đến giữa là đến lúc còn nghỉ giải lao ấy sao nó trốn về hả? Thế cái Lan cũng đi học à? Thế Bảo Châu hôm nay thôi Bảo Châu không phải đến đâu. Bảo Châu đến lúc nào? Hà Ninh rồi Hà Ninh có này chắc sướng lắm đấy đến đấy với cô giáo bảo là hôm nay nghỉ nữa. Nuôi này Hà Ninh chắc nhảy cái cờ như kiểu lên cơ đấy đâu. Cô Hà Ninh biết ai kia? Ôi, Hà Ninh vào Hà Ninh không chào luôn à? Hà Ninh không thấy em Lan đến Hà Ninh không nói gì à? Con nói gì gia đình đâu? Nhưng nói gì gia đình quen lâu rồi thì không nói được chứ phải Lan thì phải chào em chứ em lên đây em đã quen chưa em có khỏe không cái gì chứ chị có gì mà em bố hỏi thì bố vẫn hỏi được thôi nhưng mà con phải gọi là ra dáng chị một tí chứ Hà Ninh nên tắm đi rồi đi. Thế có trang điểm không? Có trang điểm gì không? Không. Sinh nhật mình mà không trang điểm á? Mẹ nói
Có con gái phải điệu chứ. Mình sinh nhật mình phải trang điểm, phải đánh phấn bôi son nữa chứ. Nhìn gia đình, ở gia đình bôi son xinh ấy cơ mà. Ôi không sao mà trắng kìa. Đánh phấn mà, gia đình đánh phấn đúng không? Loan đánh phấn rõ rồi nhưng mà đang Loan đánh phấn nhưng mà Loan che đeo khẩu trang thì không hiện, phát hiện nhỉ? Ơ thế? Thế bây giờ đeo khẩu trang rồi còn kem chống nắng làm gì? Thôi Loan lên trên kia, Hải Ninh có bộ trang điểm ấy, đây là trang điểm ấy. Gia đình à? Gia đình lên trang điểm đi. Lên trang điểm đi, nhanh. Lên và giải anh trang điểm trên kia, lên và trang điểm. Nhanh, nhanh. Hải Ninh sướng ấy nhờ, Hải Ninh cũng bà đứng kiểu gì kìa. Hải Ninh hôm nay sinh nhật được bữa đi cô giáo trở về sướng cái này gì đấy. Hoài An bên bà tưởng nó đi học. Có hỏng quần áo, có gọi cho Hải An về ngay lập tức. Lấy điện thoại. Điện thoại con đâu? Ninh ơi, gia đình mồm to đúng không? Gia đình mồm to đúng không? Gia đình mở cửa kia ra, gia đình gọi Hải Ninh An về cho bác ấy. Hải An bên nhà bà ấy. Mở cửa ra gọi. Gào, à, giá bảo mồm to nhất. Dì á, thở bụng kìa. Thở bụng kìa, không thể nói bảo thế giờ. Bảo. Mở cửa cho mẹ. Trời. Mình sẽ thực hiện gọi bằng máy tính. Con sao tắt loa nhỉ? Gia đình đứng vào đây để cho Hải An nhìn mà. Ô, tắt máy à? Nó không nghe là hết nhỉ? Con An này đi chơi cả ngày từ sáng rồi về. Úi dồi. Chào ai đấy? Có biết ai đây không? Hả? Úi dồi ôi, con đi chơi ghê thật đấy. Không nên. Có biết mẹ ngày gì không? Có. Có nên đây để mặc quần áo đi tắm đi. Sao thế An cứ rướm gió đấy, như kiểu đấy. Nhảy. Ông đi chơi có biết đường về. Đi chơi biết đường về, cái gì? Đi đâu đây? Đi á, làm gì, lấy trộm tiền chắc. Lấy trộm tiền làm gì? Ok. Mất tiền đấy. Con kìa. Hải Ninh lên trang điểm rồi, An lên trang điểm đi. Hôm nay là ngày đại sự của chị mà. Hải Ninh hôm nay đi học nhá. Hải Ninh mấy cả mẹ đến đây su giáo là hôm nay là con có bị bận này, cô giáo lùi lịch lại. Thế cô giáo lùi rồi đấy. Hải Ninh trên nhà. Không ảo không tin à? Nên xem Hải Ninh trên nhà. Hải Ninh vừa đi xong về rồi. Hải An trang điểm nhá. Thôi đi sớm, nhanh đi sớm, về 5 giờ nữa. Thôi Hải An không cần trang đâu, Hải An xấu sẵn rồi, sao cái gì cả. Nên nhanh nhá. Trông mặt kìa. Buôn xì.